Thế giới vừa dịu lại sau đại dịch Covid-19. Những hoạt động cuộc sống hàng ngày của con người đang về lại bình thường. Những ngày gần đây lại có thêm một mối đe dọa bởi nguy cơ từ một bệnh truyền nhiễm khác. Đó là bệnh đậu mùa khỉ. Vậy, bệnh đậu mùa khỉ là gì? Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tổ chức họp khẩn và đưa ra những cảnh báo về căn bệnh đang bùng phát này. Hiện bệnh đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới và có nguy cơ lan sang nhiều nước khác. Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp do virus có họ hàng với bệnh đậu mùa phổ biến gây ra. Theo các tài liệu, chủng virus này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1958. Khi đó, virus này gây nên hai ổ dịch giống với căn bệnh đậu mùa xảy ra ở khỉ, nên căn bệnh này cũng được gọi là bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thì khỉ không phải là tác nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh này. Theo WHO, nhiều khả năng loài gặm nhấm chính là nguồn lây lớn nhất, nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác. Triệu chứng của bệnh. Triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, giảm năng lượng, sưng hạch và phát ban hoặc tổn thương da. Bệnh thường bắt đầu với 1 đến 3 ngày khởi sốt. Tổn thương da có thể biểu hiện bằng các nốt ban chứa dung dịch trong hoặc hơi vàng và sau đó có thể đóng vảy, khô và rụng vảy. Bệnh đậu mùa khỉ có gây ra tử vong không? Trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần, nhưng ở một số người có thể dẫn đến các biến chứng y khoa và thậm chí là tử vong. Trẻ sơ sinh, trẻ em và người có bệnh nền suy giảm miễn dịch có thể có nguy cơ gặp triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong. Bệnh đậu mùa khỉ lây từ người sang người như thế nào? Theo WHO, người mắc bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ làm lây nhiễm trong thời gian có triệu chứng, thông thường là từ 2 đến 4 tuần. Bạn có thể bị lây bệnh do tiếp xúc gần với người có triệu chứng thông qua các nốt ban, dịch cơ thể như dịch, mủ hoặc máu từ tổn thương trên da có nguy cơ làm lây nhiễm. Ngoài ra, quần áo, da gối, khăn mặt hoặc vật dụng khác như dụng cụ ăn, bát đĩa bị nhiễm virus do tiếp xúc với người nhiễm bệnh cũng có thể làm lây bệnh cho người khác. Vết loét, tổn thương hoặc chỗ đau trong miệng cũng có nguy cơ làm lây nhiễm, nghĩa là virus có thể lây qua nước bọt. Do đó, người có tương tác gần gũi với người có nguy cơ làm lây nhiễm bao gồm cán bộ y tế, người nhà và bạn tình có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Theo WHO, virus cũng có thể làm lây bệnh từ người đang có thai sang bào thai qua đầu thai hoặc từ cha mẹ nhiễm bệnh sang con trong hoặc sau khi sinh do tiếp xúc trực tiếp da với da. Hiện chưa rõ người không có triệu chứng có thể làm lây bệnh hay không. Phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Dù chưa ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam, nhưng việc phòng ngừa bệnh vẫn nên được chú trọng. Một số biện pháp có thể áp dụng để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh bao gồm tránh tiếp xúc với động vật có nguy cơ nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ, động vật bị bệnh, động vật chết ở những khu vực xảy ra bệnh đậu mùa khỉ, động vật nghi ngờ nhiễm bệnh, tránh tiếp xúc với người có nguy cơ mắc bệnh, không chạm vào các vật dụng của người có nguy cơ nhiễm bệnh, cách ly người có triệu chứng bệnh, thực hiện ăn chín, uống sôi, chỉ ăn các loài động vật rõ nguồn gốc xuất xứ, đã qua kiểm định, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, đặc biệt là khi vừa tiếp xúc với người khác. Tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa. Chưa có vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ, nhưng việc tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa có thể làm giảm đến 85% nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật các thông tin bệnh,